Hello, xin chào tất cả các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em các bác nhé. Hôm nay em xin phép test hai sản phẩm. Đó là một chiếc vang cơ Zia KM80X và một chiếc máy lưng tiếng Idol IP100, hàng chữ vàng, hàng China các bác nhé. Thì hai sản phẩm này em muốn test cho một bác là bác Văn, bác ở Đông Hải, Bạc Liêu. Tổng hai sản phẩm này là 3.800.000 đồng. Đấy, thì hôm nay em có test sản phẩm này, hai sản phẩm này để gửi cho bác. Thì ghép nối với sản phẩm này, em có ghép với cục đẩy BVK10 64 sò các bác nhé, 64 sò, mạch class H, công suất cho ra là 900W trên một cây, mạch class H các bác nhé, nguồn lớn các bác nhé, nguồn lớn và có ốc định vị nguồn luôn. Loa ở đây em dùng loa KP4012, hàng từ thường và check neo rất hay, với 8.200.000 đồng một cặp. Đấy, thì hôm nay có test hai chiếc vang và chiếc lưng tiếng này để gửi cho bác. Các bác có thể nghe thấy khi sử dụng qua lưng tiếng và không sử dụng qua lưng tiếng này. Đấy, các bác có thể thấy, em để em bật to lên tí này. Đấy, đây là không qua lưng tiếng các bác nhá, không qua lưng tiếng, và bây giờ sẽ qua này. Đấy, các bác có thể nghe thấy tiếng nó rất lực luôn, rất lực và tiếng chép rất là lách tách luôn, rất hay luôn các bác nhá. Thì hôm nay có test hai thiết bị này cho bác. Đấy. Với con vang này thì có 8 chế độ effect, có Bluetooth 4.0 tích hợp trên vỉ mạch các bác nhé. Bluetooth 4.0, có cổng quang, có exciter lưng tiếng này, có reverb chỉnh riêng độc lập này. Đấy, các bác thấy con này rất hiện đại luôn, exciter lưng tiếng này, reverb. Về con Idol thì nó đầy đủ thôi. Bác min check, đấy, tune độ rộng là check, process và hai mic là check này, in và out qua không qua lưng tiếng này, đấy, không qua cái các bác nghe nó tối hẳn tiếng luôn, đấy. In qua này, các bác có thể nghe thấy đánh rất lực luôn. Em sẽ thử tiếng mic, em sẽ cho nhỏ và em sẽ tăng tiếng mic lên để em thử cho các bác thấy. 2 2 3 4 5 6 7. Có thể cho to thêm tí nữa này. 2 2 3 4 5 6 7 7 7. Hiện tại em đang dùng chế độ thứ 5, Echo cộng Reverb các bác nhé. Echo cộng Reverb 2 2 3 4 5 6 7 7. Chế độ này thì nó sẽ hòa quyện cả Echo và cả Reverb vào với nhau. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 2 6 7 7. Thử không qua lưng tiếng các bác nhé, tăng lưng tiếng này. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 2 3 4 5 6 7 7. Các bác nghe tiếng nó tối hẳn luôn đúng không ạ? Qua lưng tiếng đi. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 2 3 4 5 6 7 7 7. Thì cách kết nối thì bác kết nối từ vang xuống input của nâng tiếng Idol, và từ Idol thì bác cắm xuống âm ly nhà mình thôi. Bác sử dụng âm ly thì bên em sẽ tặng ca lông do hoa sen để bác cắm xuống âm ly của mình. Các bác lưu ý giúp em, các bác lên cắm thiết bị từ vang xong xuống nâng tiếng thì nó sẽ xử lý được cả phần mic và cả phần nhạc của mình, và các bác sẽ tận dụng được cái Bluetooth và tận dụng được cái cổng quang của con này các bác nhé. Đấy, tận dụng tối đa chức năng của các thiết bị. Nhiều các cơ sở khác thì họ bán thì họ sẽ ghép từ lưng tiếng xong xuống vang xong xuống đẩy, thì làm như thế thì con lưng tiếng chỉ xử lý được phần nhạc và không xử lý được phần mic. Và cái điều quan trọng là con vang này nó rất nhiều công nghệ, Bluetooth cổng quang các bác cũng không sử dụng được luôn. Đấy là một hạn chế khi các bác ghép từ lưng tiếng xong xuống xuống vang, đấy là một hạn chế, rất là hạn chế luôn các bác nhé. Thì các bác nhớ là ghép cho em là từ vang xong xuống nâng tiếng, tận dụng được tối đa tất cả các thiết bị, và trên con nâng tiếng này nó sẽ nâng được cả tiếng mic của mình, nó sẽ thanh hơn. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 2 3 4 5 6 6 6. Cái này nó sẽ nâng được cả phần mic của mình lên. Thì hôm nay xin phép test là hai thiết bị này để gửi cho bác là Bác Văn, bác ở Đông Hải, Bạc Liêu.
hai sản phẩm này thì giá là 3.800.000 đồng. Vang CAKM 80X là 2.600.000, nâng tiếng Idol IP 100 giá 1.200.000, tổng hai sản phẩm 3.800.000. Hôm nay test hàng để gửi cho bác. Các chế độ của này thì các bác có thể nghe thấy bốn là chế độ dì vật này, 2, 3, 4, 5, 6 vậy dì vật thôi các bác nhé, 5 chữ eco cộng dì vật, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thêm cả eco, 6 là stealth reverb room, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hàng, mua hàng bên em hai thiết bị này. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về video bên em các bác nhé. Xin chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video lần sau.